Người đều cấm kỵ, tuyệt đối không làm vào tháng cô hồn, kẻo sức họa vào thân. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, theo như mọi người đã biết, thì vào những ngày trong tháng 7 âm lịch hàng năm, chúng ta cần phải kiêng, tránh làm một số điều để không ảnh hưởng tới vận trình, vận hạn hay sức khỏe của quý gia chủ. Từ thời xa xưa, các cụ đã có câu có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cũng phần nào để giảng dạy cho con cháu chúng ta rằng đôi khi cần phải kiêng cữ một số điều vào những ngày tháng quan trọng, đặc biệt là trong tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch. Đây được coi là tháng mà những hồn ma sẽ xá tội, hay được biết đến là tháng của ma quỷ theo tập tục của người châu Á nói chung. Nhưng liệu các bạn đã biết hết được rằng vào những ngày quan trọng này, chúng ta cần phải tuyệt đối kiêng làm những điều gì hay không? Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để giải đáp được những thắc mắc này. Thứ nhất, đó là không ở nhà một mình. Mặc dù có nhiều bạn đi học xa nhà hay là trọ một mình thì sẽ cảm thấy sợ hãi với điều thứ nhất, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là điều quan trọng, cần phải kiêng tránh. Và nếu như mọi người đã xem qua những bộ phim về ma quỷ thì sẽ thấy rằng chúng đều lựa chọn những nạn nhân là những người đang sống một mình, không có ai chăm sóc, để thể hiện những hành vi quấy rối khiến cho mọi người bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, đặc biệt là những người nào ở trọ. Và được biết, theo lý giải của hiện tượng tâm linh này, thì việc những căn phòng trọ không thờ thổ địa sẽ khiến cho những linh hồn bước chân vào nơi ở rất dễ dàng. Đây quả đúng là một điều kinh dị không tưởng đối với những người mà cô đơn lẻ bóng. Và nhớ lại quãng thời gian sinh viên, khi đi ngủ, hãy nên để con dao sẵn dưới gối hoặc đầu giường. Thứ hai, một điều kiêng kỵ quan trọng tuyệt đối không được làm, không được tùy tiện đốt giấy, vàng mã. Có thể nói quan niệm của hầu hết văn hóa các nước thì con người dù chết đi vẫn có cuộc sống như người ở dương gian. Vì vậy, ngày mùng 1, 15 âm lịch hàng tháng, việc con cháu đốt vàng mã hay ô tô, nhà cửa xuống cho các cụ đã trở thành một tập tục ở nước ta. Tuy nhiên, vào tháng cô hồn thì nghiêm cấm không được tùy tiện đốt giấy hay vàng mã, bởi đây chẳng khác gì hình thức triệu hồi ma quỷ, bù lại. Bởi những linh hồn trong tháng cô hồn toàn những cô hồn dã quỷ lang thang không nơi trốn, nên việc đốt như vậy không khác nào phát tiền, vàng cho chúng, mà còn nói đến tiền thì ai mà không thích. Cho nên điều đó sẽ khiến cho ma quỷ ở lại với mọi người lâu hơn. Thứ ba, cấm ăn vụng đồ cúng. Vào ngày tháng 7 thì nhiều gia đình có tổ chức một lễ cúng được gọi là cúng chúng sinh để chiêu đãi những con ma đói, không làm hại đến gia chủ. Nhưng không phải món nào cũng được động vào. Đồ chưa cúng xong thì vẫn được coi là của thiên, của địa. Nếu ai ăn trong lúc cúng chẳng khác nào đang xúc phạm những linh hồn, ma quỷ, lại còn ăn vụng nữa thì chẳng khác nào là sức họa vào thân. Bởi theo quan niệm tín ngưỡng, lúc đồ đang cúng trong lễ chúng sinh là đồ dùng để khao những linh hồn đói khát, không có ai cùng bái, nên việc động vào đồ đấy là điều kiêng kỵ vô cùng. Thứ tư, cấm nhổ lông chân. Đây thực sự là chuyện lông lá không phải là vấn đề đối với cánh đàn ông. Nhưng đối với chị em phụ nữ, ai lại để một đôi chân như một mảng lông? Làm sao mà diện váy được? Tuy nhiên, vào tháng cô hồn, hãy nhẫn nhịn cho qua thời gian này, đừng có động tay động chân. Để biết, dân gian cho rằng một sợi lông chân quản ba con quỷ, do vậy mà người càng có nhiều lông chân, ma quỷ càng dám ít bén mảng tới. Thứ năm, không nhặt tiền rơi vãi trên đường. Thực sự mà nói đến tiền thì ai cũng thích, mà lại là còn tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, nếu như mọi người biết số tiền này thuộc về ai thì cũng không dám nhặt. Tiền lẻ rơi vãi ngoài đường vào tháng cô hồn, có cả rơi cả sấp thì cũng không được nhặt lên, bởi có thể đó không phải là tiền dành cho bạn mà dành cho những linh hồn phá phách bên ngoài đường. Lý giải cho lý do tại sao không được nhặt lên cũng dễ hiểu, vì loại tiền đó đã được ma quỷ sở hữu. Tiêu đồng tiền đó không khác nào bạn cướp tiền, làm cho bọn chúng nổi điên lên. Do vậy, đừng dại mà làm cái trò đấy, kẻo ma theo về tận nhà rồi ám quẻ. Tuy nhiên, nếu có rơi một xấp tiền giá trị vài chục triệu thì chúng ta nên trả lại cho người mất, bởi vì những người mất số tiền họ sẽ rất đau khổ và cũng vất vả lắm mới có thể làm ra số tiền như vậy. Thứ sáu, không cắm đũa lên bát cơm hay gõ bát. Trong bữa ăn của tất cả những người châu Á thì có lẽ bát cơm là thứ không bao giờ có thể thiếu, và chúng ta cần phải tránh những hành động cấm kỵ trong bữa cơm. Lý do là bởi vào ngày lễ tháng 7 âm lịch, việc gõ bát, gõ đũa chẳng khác nào đang khấn cho ma hiện hồn về nhà. Do vậy, bạn nào theo tín ngưỡng Phật giáo
thì việc làm này là bị cấm kỵ. Bên cạnh đó, việc cầm đũa lên bát cơm thì chẳng khác nào bát cơm cúng ma. Do vậy, chỉ riêng hai việc tưởng chừng như vô hại này mang đến không ít điểm xui xẻo cho gia đình. Nếu bạn từng phạm phải thì từ nay phải tránh né. Thứ bảy, không đi chơi đêm. Tháng cô hồn hạn chế đi lại, kẻo được những người ma nữ quấy nhiễu theo về. Nhất là những người bạn nhỏ thường hay rủ nhau chơi trốn tìm buổi tối, cũng nên tránh chơi qua 9 giờ tối. Bởi theo quan niệm dân gian thì việc đi chơi trốn tìm một mình thế nào cũng sẽ bị ma quỷ bắt mất phần hồn, khiến cho người đó không thể quay trở về được. Đặc biệt những người yếu bóng vía càng không nên đi chơi đêm trong những tháng cô hồn. Thứ 8, không đứng dưới cây cổ thụ hay quanh giếng nước cũ. Quý vị thân mến, cây đa, giếng nước, sân đình là nét văn hóa rất đẹp của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải là địa điểm lý tưởng để chúng ta chơi đùa, trốn tìm hay nằm nghỉ quanh đó. Được biết đây là nơi ma quỷ rất hay bén mảng tới. Lý do bởi tại các cây to, cây cổ thụ thì thường có trường năng lượng, tức là tầng năng lượng ở mức cao. Các vong linh tả ngự ở đó hấp thụ năng lượng dương nhằm duy trì sự tồn tại cũng như tu luyện, đặc biệt là cây gạo thì càng phải tránh xa. Vì theo quan niệm dân gian, các cô hồn chết đói, chết khát, không được thờ cúng, thường tìm đến cây gạo, mong tìm kiếm thức ăn ở đó. Do vậy mà nó trở thành điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, bởi nếu đứng dưới cây cổ thụ, chẳng khác nào tự mình tìm đến ma quỷ. Nhiều người còn tin rằng những cây cổ thụ có thần ở đấy. Đây là một quan niệm thường sai lầm, bởi không thể có thần nào ngự trị ở những cây. Và nếu là thần, họ sẽ ngự ở những đền to, phủ lớn, tất cả đều là do tà tinh, hóa giả là thần, để dân làng lập miếu thờ cúng. Tương tự như vậy thì những chiếc giếng bỏ hoang cũng đừng bao giờ bén mảng, vì giếng nước là nơi kết tụ long mạch ngầm. Giếng nước lâu năm hay giếng cổ sẽ có tụ âm khí năng lượng âm rất lớn. Do vậy, giếng cổ rất hay được ma quỷ chọn làm nơi tu luyện âm khí mà mọi người không hề hay biết, lại cứ gọi là giếng thần. Với giếng bình thường thì không sao, nhưng việc giếng cổ ẩn chứa rất nhiều những mầm họa như dịch bệnh, và nhiều gia đình trong làng hay xung quanh thường xảy ra những việc rất ly kỳ và hoang mang. Thứ 9, không hù người khác. Theo quan niệm của dân gian thì việc hù người khác vào tháng cô hồn sẽ dễ khiến cho hồn bay phách lạc. Lúc đó ma quỷ sẽ dễ dàng nhập tâm, khiến cho người đó bị ma nhập và người đó sẽ có những hành động điên rồ, mất kiểm soát và những hành vi khiến người khác phải dùng mình. Quý vị cần lưu ý điều cuối cùng sau đây để tránh rước họa vào người. Nếu đi qua những nơi vắng vẻ thì không nên quay đầu lại, vì trong tháng cô hồn, do phần âm khí những nơi vắng vẻ thường xuất hiện nhiều, nên đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy khá lạnh sống lưng như có ai đó đang thổi vào gáy, hoặc có cảm giác đáng sợ như ai đó đang ngồi ở phía sau, nên cứ thẳng đường mà đi, đừng cố ngoái lại làm gì. Không được gọi tên nhau trong đêm, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên của người được gọi, đó là điểm xấu. Đặc biệt, không nên bơi lội hay tắm sông, vì ma quỷ sẽ đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, sẽ bị chúng làm trẹo chân hoặc thậm chí có thể kéo bạn xuống nước. Không chụp ảnh vào ban đêm bởi ma quỷ luôn lảng vảng ở xung quanh đó, sẽ vô hình vào ảnh chung với người sống. Đó là điều không hề tốt đẹp. Quý vị thân mến, trên đây là những điều chúng ta cần phải tránh trong tháng 7 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.